National 1XIH ngoại hình đẹp, máy móc nguyên zin, đồ cổ, giá 500.000. Bao zin, bao xài, bao con chính. Con này cổ lắm đó, nhiều khách 2004 tới giờ nó tràn 19 năm rồi nè, quá trời. Mà công nhận tới giờ còn xài được. Em cũng không nể cái thằng mấy ông Nhật thiệt chứ. Ngoại hình đẹp ha. Nguyên zin, không bể, không mẻ, không nứt luôn. 2004. Điện 100V, 1 lít ha, 100V, 1000W. Những mã lỗi thường gặp của nồi cơm. IH National IH SRA10Z. Đẹp cực kỳ ha. Đây, SRA10Z. Một lít IH. Sôi xèo xèo nha. Đó. Son không có chày, cũ thì có cũ, không chày, không lủng ha. Cam kết toàn nguyên zin. Em nấu từ phút 48 mà giờ còn 19 phút nè. Em test đàng hoàng cho quý khách hết ha. Con này là quá trời đẹp luôn. Giá 500.000. Rồi, giờ tới phần hướng dẫn. Con này sao em không hiểu tới 19 năm mà sao vẫn còn pin smart nha. Không biết là bên bển có thai không hay là sao chứ em bảo đảm luôn nguyên zin. Chứ bên Việt Nam thì không có thai đâu. Giờ em tắt ha. Đó, hiện giờ còn pin smart luôn, 2 giờ 32 phút nè. Quý khách lưu ý giùm em, nó có hai cái màu khác biệt nè. Trái phải là thường thường, bên phải là nấu cơm. Bên trái là tắt. Quý khách ghim điện là có hình mũi tên. Không ghim điện hoặc là hư nguồn điện nó sẽ không có hình mũi tên ha. Và cái phần này là phần menu. Menu tức là mình chỉnh á. À, quý khách thấy không? Đó. Cái mà mũi tên nó đi nè ha. Đó. Mình chỉnh xong mình mới khởi động nha, còn khởi động gọi là chỉnh không được nha, khởi động là chỉnh không được nha. Tắt. Chỉnh. Nấu. Ha, tắt. Hai cái nút này là nút chỉnh giờ, không cần thiết, chỉnh giờ là chỉnh cái đồng hồ này nè. Mình đã chỉnh chuẩn rồi, không cần. Và còn một cái nút nữa là nút này hẹn giờ. Nút này là hâm ha, quý khách đừng có bấm màu cam này giùm em nha. Màu cam là hâm, nó tự nấu chín, nó sẽ tự hâm, không cần làm gì hết ha. Quá đẹp cho một thực phẩm ha. Ok, quý khách cô chú anh chị em nào thật sự có nhu cầu mua, dùng, xài, biếu, tặng, liên hệ em qua Zalo, Facebook, YouTube, Trời Tốt, Messenger, TikTok. Qua số điện thoại 0939 396 480 ha. Rồi một lần nữa em cảm ơn tất cả các quý khách cô chú anh chị em đã ủng hộ trong thời gian qua. Em xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.